diễn viên Bảo Thanh. Xin mời. Đa số ạ. Bảo Thanh xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như là những quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Một không khí khác hẳn đúng không ạ? Tôi nhận thấy là khi tôi đi ra thì như một ông già lầm lũi đi ra. Và đến khi một cô gái trẻ đẹp như thế này trong một cái trang phục nó đỏ rực lên như thế này, trông nó tôn lên cái vẻ đẹp của cô ấy, cô diễn viên, mặc dù chúng ta đã rất quen cô rồi trong các bộ phim ở trên truyền hình cũng như ở ngoài, thì tự nhiên là vỗ tay rào rào, có một chút ghen tị không hề nhỏ. Này, được chưa? Dạ. Đã. Người chơi đầu tiên trong chương trình đặc biệt của chúng tôi, như chúng tôi đã giới thiệu, đó là diễn viên Bảo Thanh. Năm nay 27 tuổi, dạ, đến với chúng ta từ Bắc Giang. Bảo Thanh thì tham gia đóng rất nhiều phim rồi, và đóng phim từ hồi 8 tuổi. Dạ vâng ạ. Và sau đó thì cũng đóng phim rất là nhiều, và cũng gặt hái được khá nhiều thành công. Nhưng mà phải tới khi bộ phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng, thì Bảo Thanh lúc đấy mới rực rỡ, mới trở nên một nhân vật rất là nổi tiếng và rất nhiều người biết đến. Dạ. Cháu nghĩ thế nào khi mà chú đưa ra một cái nhận xét như vậy? Chính bản thân cháu cũng cảm thấy là rõ ràng là trong quá trình mình làm nghệ thuật thì cũng có những bộ phim được khán giả biết đến, cũng có những vai diễn được khán giả nhớ tên, nhưng mà phải đến bộ phim này, phải đến vai diễn này thì khán giả mới thực sự là nhớ đến tên mình nhiều hơn và nói về bộ phim này nhiều hơn. Thì cháu nghĩ rằng là đó là một cái hiệu ứng tốt của bộ phim đối với quý vị khán giả của phim truyền hình Việt Nam, và cháu cảm thấy là đó là một điều rất là may mắn đối với mình. May mắn là một chuyện thôi, nhưng mà cháu là một cô gái có cá tính và có bản lĩnh, có cái rất riêng của mình, mà cái đấy là cái cần để cho những người nghệ sĩ có thể phát triển được trong các lĩnh vực khác nhau. Chú nghĩ là như thế. Cháu đã có chồng đúng không? Vâng ạ. Và có sống với mẹ chồng không? Dạ, cháu có. Có sống vâng. với mẹ chồng. Vâng. Mẹ chồng của cháu ở đời thật thì so với trong phim với bà mẹ chồng trong phim thế nào? Mẹ chồng cháu thì xuất thân cũng là từ quê ra thôi, nên mẹ cháu cũng giản dị lắm mà rất là yêu thương con cái, quan tâm, đặc biệt là từ khi mà cháu sinh em bé thì cái tất cả cái sự yêu thương như là quan tâm của mẹ cháu là dồn hết cho bạn nhỏ nhỏ trong nhà. Thế còn khi mà nhập vai vào cái vai Minh Vân ở trong bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng ấy, thì cái khó nhất đối với cháu ở cái vai đấy là gì? Cháu nghĩ là làm thế nào để mọi người tin được rằng có một cô con dâu phải chịu nhiều nỗi uẩn ức mà khó nói như thế, và làm thế nào để khán giả không còn nhìn thấy bóng dáng của cháu ở trong cái vai diễn đó, mà mọi người chỉ hoàn toàn là thấy đó là một cô Minh Vân, là một cô con dâu phải sống trong một gia đình như vậy, có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng như vậy và phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Thế còn bản thân cháu đánh giá về chính cái nhân vật mà cháu thủ vai? Vâng, thì cái này ngay khi mà đọc kịch bản thì cháu đã cảm thấy rằng là không hẳn là cô này đúng hoàn toàn đâu, mà cô này cũng sai. Sau khi trao đổi với anh Vũ Trường Khoa, đạo diễn bộ phim này, thì anh ấy cũng có nói luôn là ở đây không xây dựng bất cứ một nhân vật nào là hoàn hảo cả. Ai cũng có khiếm khuyết và ai cũng có những cái sai sót trong cuộc sống. Chính vì những cái sai đó của mọi người lại gặp nhau nên mới tạo ra mâu thuẫn, thì mới xây dựng nên cái hình ảnh bà mẹ chồng và nàng dâu, và nên mới có được cái câu chuyện phim Sống Chung Với Mẹ Chồng mà quý vị khán giả đã xem. Và rất là cảm ơn Bảo Thanh với những chia sẻ vừa rồi. Hôm nay cháu đến chơi với chúng tôi cùng ai? Bây giờ lại quay trở lại với thực tế của trường quay chương trình Ai Là Triệu Phú đi. Dạ vâng ạ, cháu hôm nay đi cùng với em trai ạ. Em trai? Dạ. Và bạn tên là gì? Dạ, bạn ấy tên là Nguyễn Thanh Tuấn á. Xin chào bạn Nguyễn Thanh Tuấn. Vâng, chào chú ạ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Nguyễn Thanh Tuấn. Và hôm nay cháu đến đây cùng chị cháu, và có vài lời muốn gửi gắm tới chị cháu là chị hãy cố gắng và chiến thắng. Rất là vui được tiếp hai chị em của một gia đình nghệ sĩ trong chương trình Ai Là Triệu Phú. Bây giờ thì cháu sẽ phải chơi với chúng tôi. Vâng. Có tất cả 15 câu hỏi rất đơn giản, không nhiều không ít trong một chương trình Ai Là Triệu Phú. Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á hay Châu Âu? Cháu hay bị nhầm lẫn mấy cái châu đấy lắm. Cháu xin được lựa chọn
sự trợ giúp là tổ tư vấn tại chỗ. Chúng tôi xin hỏi trong trường quay, rất nhiều bạn biết. Cháu sẽ chọn cho mình một tổ tư vấn 3 người đi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Hoài. Em đang là sinh viên năm 3 của trường Học viện Hành chính Quốc gia. Em xin được trợ giúp cho chị ở câu hỏi này, đó là đáp án D, châu Âu ạ. D, người đầu tiên chọn D, châu Âu. Chúng ta sẽ lắng nghe tiếp. Em xin giới thiệu, em tên là Hùng ạ. Em xin trợ giúp phương án D ạ, châu Âu ạ. Người thứ hai cũng chọn D. Và người cuối cùng chúng ta sẽ lắng nghe. Cháu tên là Bùi Minh Trang, là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân ạ. Cháu xin trợ giúp cho chị Bảo Thanh, đáp án là châu Âu ạ. Cả ba người cùng chọn D, châu Âu. Cháu sẽ là người quyết định. Dạ vâng ạ. Cả ba người đã cùng chọn châu Âu thì cháu không có lý do gì mà không chọn châu Âu ạ. D là đáp án cuối cùng của cháu ạ. D là câu trả lời cuối cùng. Và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng tổ tư vấn. Cả ba người đã trả lời đúng. Mỗi người sẽ nhận 200.000 đồng tiền thưởng của chương trình. Sự trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ thì cháu đã vượt qua câu số 6. Vậy nay cháu đang có 3 triệu đồng tiền thưởng. Nếu trả lời đúng ở câu số 7, mức thưởng sẽ tăng lên có trị giá là 6 triệu. Và chúng ta vẫn còn 3 sự trợ giúp nữa. Câu hỏi số 7. Nữ diễn viên Alicia Vikander và vai nhân vật Gerda trong bộ phim Cô gái Đan Mạch là người nước nào? Mỹ, Nhật Bản, Thụy Điển hay Nga? Thật ra thì bộ phim này chiếu cách đây rất là lâu rồi. Nếu như mà để mà nói nội dung phim hay là diễn xuất của diễn viên thì cháu nhớ lắm. Tại vì cháu rất thích bộ phim này cũng như là diễn xuất của anh diễn viên chính. Nhưng mà nghiên cứu về xuất thân của diễn viên thì cháu cũng không nhớ kỹ lắm. Cháu đang phân vân giữa Mỹ và Thụy Điển. Nhật Bản thì không phải rồi. Nga thì lại càng không. Cháu xin chọn sự trợ giúp 50-50 đi. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi 2 phương án sai. A và D là 2 phương án sai. Chỉ còn lại hoặc B, Nhật Bản, hoặc C, Thụy Điển. Đúng là trời không phụ lòng người tốt. Em cảm ơn máy tính ạ. Cháu xin lựa chọn đáp án C là đáp án cuối cùng của cháu ạ. C, Thụy Điển. Chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi. Xin chúc mừng. Câu trả lời đúng đưa đến cho cháu một phần thưởng trị giá 6 triệu. Alicia đã diễn xuất rất tuyệt trong vai người vợ với một tình yêu mãnh liệt dành cho người mình yêu và giành được giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cháu hiện nay đang có 6 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 8, nó sẽ là 10 triệu. Và chúng ta vẫn còn 2 sự trợ giúp nữa. Câu hỏi số 8. Ca khúc Có Em Chờ là một sáng tác của Kai Đinh và được thể hiện bởi ca sĩ nào? Min, Đinh Hương, Hoàng Yến Chibi hay Thiều Bảo Trang? Tình yêu là những ánh nắng lấp, ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Thế nhưng mà cháu có biết là ca sĩ nào thể hiện bài này không? Câu trả lời cuối cùng của cháu là đáp án A, ca sĩ Min. A, Min. Dạ. Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Rất tốt là cháu lại biết bài hát đó và biết được ca sĩ đó. Dạ. Đã thể hiện ca khúc này của Kai Đinh. Cháu đã vượt qua câu số 8 và cháu đã nâng mức thưởng của mình lên thành 10 triệu. Nếu trả lời đúng ở câu số 9, cháu sẽ có 14 triệu. Và đừng quên là mình vẫn còn 2 sự trợ giúp. Vâng. Câu hỏi số 9. Hồ Động Tiên ở tỉnh thành nào nước ta? Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị hay Quảng Ninh? Đây là lần đầu tiên cháu nghe thấy tên hồ này.
Cháu đi du lịch rất là nhiều nhưng mà thường là cháu chỉ đi biển thôi, nên là những cái liên quan đến núi hay là đất liền thì cháu cũng không giỏi lắm. Cháu nghĩ rằng thôi cái này không nên đoán già đoán non nữa. Cháu xin sử dụng sự trợ giúp, đó là gọi điện thoại cho người thân. Và cháu sẽ gọi cho ai? Cháu sẽ gọi cho chị Phạm Thùy Dương, đó là một chị mà chơi rất là thân với cháu. Chúng tôi xin kết nối điện thoại với bạn Phạm Thùy Dương. Alo. Alo, bạn Phạm Thùy Dương phải không ạ? Vâng ạ. Chào bạn, tôi đang ngồi cùng với chào Bảo chú. Thanh. Tôi đang ngồi cùng với Bảo Thanh trong chương trình Ai Là Triệu Phú và có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của bạn. Bạn sẵn sàng giúp đỡ chưa ạ? Dạ có ạ. Rồi, chúng tôi sẽ dành cho hai người một khoảng. Trước khi vào câu hỏi, cháu hỏi là Thanh đến câu thứ bao nhiêu rồi ạ? Ồ, bây giờ qua được câu 8 rồi, bây giờ là câu 9 này. Nếu trả lời đúng sẽ có 14 triệu và tiếp cận tới câu 10 nữa này. Cho nên cháu cháu ý thức được trách nhiệm của mình đến đâu rồi đúng không? Quan trọng lắm ấy. Rất quan trọng. Cháu sẵn sàng giúp đỡ chưa? Dạ vâng ạ. Chúng tôi sẽ dành cho hai người một khoảng thời gian là 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời ạ. 30 giây, bắt đầu. Chị Dương ơi, Hồ Động Tiên ở tỉnh nào? Hồ Động Tiên. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Ninh. Quảng Ninh chắc không phải rồi. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị. Hồ Động Tiên ở tỉnh nào? Tỉnh nào? Quảng Ngãi. Quảng Bình, Quảng Ngãi cái gì nữa nhỉ? Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị. Quảng Ninh. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Ninh. Nhanh lên. Quảng Ninh, Quảng Ninh. Chết tội. Cái tội là tội áp đặt cho người ta. Tại sao lại bảo là chắc là không phải Quảng Ninh và rồi không gặp Quảng Ninh? Vì cháu vừa đi Quảng Ninh về mà cái tỉnh Quảng Ninh là một cái tỉnh rất gần với Hà Nội mà cháu chưa từng nghe đến cái Hồ Động Tiên này. Bởi vì trong cái ý nghĩ của cháu ấy, nếu như nó là một cái nơi nổi tiếng thì nó phải được khai thác du lịch rồi. Thì nếu mà đã được khai thác du lịch thì mình phải biết rồi chứ. Bây giờ đã nghe được trợ giúp rồi thì cháu sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình. Cháu xin lựa chọn đáp án D là đáp án cuối cùng của cháu ạ. D, Quảng Ninh. Và vì thế nó có tên gọi là Hồ Động Tiên. Dạ. Cháu với sự trợ giúp của người bạn của mình đã vượt qua câu số 9. Hiện nay cháu đang có 14 triệu đồng tiền thưởng. Nếu trả lời đúng câu số 10, cháu sẽ có một tấm séc của chương trình trị giá 22 triệu. Và chúng ta vẫn còn một sự trợ giúp nữa là hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Câu hỏi số 10. Tác giả Beethoven sáng tác bản nhạc Sonat Ánh Trăng để dành tặng cho ai? A. Người thầy. B. Cô học trò. C. Người vợ. D. Người mẹ. Cái này cháu có đọc qua rồi. Hồi còn đang đi học trong trường sân khấu điện ảnh thì cái môn mà văn hóa đương đại của nước ngoài là cũng có học qua rồi, nhưng mà lâu quá rồi không ôn luyện nên là quên mất một cái kiến thức rất là thú vị này. Cháu xin sử dụng sự trợ giúp là hỏi ý kiến khán giả. Chúng tôi xin đọc câu hỏi và các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho diễn viên Bảo Thanh. Tác giả Beethoven sáng tác bản nhạc Sonat Ánh Trăng để dành tặng cho ai? A. Người thầy. B. Cô học trò. C. Người vợ. D. Người mẹ. Xin mời khán giả. Năm phần trăm chọn A, 76% chọn B, 19% chọn C và không có ai chọn D. Cháu sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cháu đã từng nghĩ là mai mốt nếu như mình có cơ hội được lên đây thì mình sẽ bung lụa, mình sẽ không sợ gì, mình sẽ tự tin bình tĩnh để trả lời, nhưng mà mọi sự nó đã không như mình dự tính. Em xin gửi lời cảm ơn quý vị khán giả đã trợ giúp cho em. Cháu sẽ không sợ mất 14 triệu này đâu. Cháu sẽ lựa chọn theo sự lựa chọn của đông đảo quý vị khán giả. 76% khán giả. Vâng. Và cô học trò sẽ là đáp án cuối cùng của cháu. B. Cô học trò là đáp án cuối cùng. Thực ra thì đúng là cái chuyện mất tiền hay được tiền thì nó không quan trọng bằng tình cảm vâng. mà khán giả dành cho mình và cháu dành cho khán giả, đúng không? Dạ. Và cháu đặt cái niềm tin yêu vào khán giả. Dạ. Câu trả lời đúng của chúng tôi ở đây là B.
lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều, rất nhiều. Beethoven đã viết bản sonat này dành cho cô học sinh Dương Cầm 17 tuổi của ông là Grafin Julieta. Đó là câu trả lời đúng. Và câu trả lời đúng nhờ có sự trợ giúp của khán giả trong trường quay đưa đến cho cháu một tấm séc với trị giá 22 triệu đồng. Mừng quá. Phần thưởng trị giá 22 triệu với tấm séc của chúng tôi. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ để nó ở đây đúng không? Dạ. Giới thiệu với khán giả rồi, chúng ta sẽ đặt nó nằm xuống. Nó chắc chắn là của cháu rồi. Cháu đã vượt qua câu số 10 với sự trợ giúp của khán giả trong trường quay. Bây giờ nếu trả lời đúng ở câu số 11, cháu sẽ nhận một tấm séc khác có trị giá là 30 triệu. Câu hỏi số 11. Lễ hội hóa trang nổi tiếng của Venice được tổ chức vào tháng mấy? Tháng 2, tháng 4, tháng 11 hay tháng 12? Cháu không biết về cái kiến thức này lắm. Nhưng mà chẳng có nhẽ lại dừng cuộc chơi sớm thế. Câu này là câu mà vẫn gọi là khuyến mãi. Trả lời đúng cháu có thêm tiền, trả lời sai không mất gì cả. Không mất gì phải không chú? Không mất gì. Không mất gì. Thế thì thôi cháu cứ trả lời hên xui vậy. Vì nãy giờ vẫn băn khoăn, vẫn cứ tháng 12. Cháu sẽ lựa chọn đáp án D. Là đáp án cuối cùng của cháu. D, tháng 12. Chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. Lễ hội hóa trang Venice được cho là có từ năm 1162. Nó là một lễ hội rất cổ. Và cứ vào tháng 2 hàng năm thì hàng triệu du khách lại đổ về Venice để tham dự lễ hội đặc sắc này. Cháu không mất gì. Đây là tấm séc của cháu. Dạ. Hãy nhận lấy. Vâng, 22 triệu đồng là tấm séc của cháu. Cảm ơn cháu. Cháu luôn luôn may mắn thành công, hạnh phúc.